Rồi, chào mọi người. Hôm nay Ben Tuấn Gia Hòa sẽ đấu con quay. Đấu con quay. Đó, kết. Có thể đổi người con quay nữa, đổi người bàn đấu nữa. Đó, bàn đấu đó mua 370.000 nha mọi người. Đúng rồi. Trước tiên cho giới thiệu con quay của Tuấn đâu? Giới thiệu trước đi. Tuấn ơi, chào các bạn đây nè. Chiến đấu xong rồi, giới thiệu. Tuấn chào các bạn đi. Rồi, con quay của Tuấn cho các bạn xem. Con quay của Tuấn tên là gì? Rồi, con quay của Tuấn đó mọi người, màu gì á? Nó một mắt luôn á các bạn. À, đâu, xem coi. Sức mạnh ra nó là 2 sao và 4 sao, 4 sao và 4 sao. Rồi, ok. Có sức mạnh nữa. Ừ. Dưới có đèn mà. Có đèn nữa, wow, đẹp quá các bạn. Đây mình cũng có lưỡi nó mạnh nữa. Rồi bây giờ đến Ben sẽ giới thiệu con quay của Ben. Con quay của Ben hai con luôn. Wow, quá đẹp. Các bạn. Rồi. Đâu rồi đến cho quà giới thiệu con quay. Con như cũ con quay vô cổ đó. Trời ơi, đây tới hình như tới mấy tất cả mấy con quay. Còn giao quà là con quay vô cổ đó các bạn. Ừ. Dạ dạ anh ba. À, tất cả là 6 con. Còn thiếu 2 con nữa. Mấy đứa chơi nhỏ cho vừa ba ngủ ngủ nha. Wow, tắt điện đi. Tắt điện đi cho con quay nó đẹp hơn. Tắt điện. Ok. Rồi. Ôi, các bạn thấy con quay chưa? Con thắng mà. Ủa, kỳ vậy? Rồi bật điện sáng lại đi. Ok, chuẩn bị. Lại đi. Giờ không biết con ai là con ai không nè. Biết mà. Để cho trên. Ben ơi bật điện sáng lại đi. Điện bật điện. Trời ơi tốt. Rồi. Điện nó sáng lại rồi. Rồi bây giờ 1 từ từ nha. 2 3. Wow. Con quay của Gia Hòa quay mạnh quá, bay gầm chó luôn. Ồ, hai con quay đang đấu quá, wow, mạnh quá. Ai sẽ là người chiến thắng? Con quay nào sẽ chiến thắng đây? Ồ. Yeah. Rồi, con quay của Tuấn nó chiến thắng rồi các bạn à. Màn đầu tiên Tuấn nó chiến thắng. Cái này đi. Rồi, bây giờ là vòng vòng chung kết nha. Chơi đấu nào. 1 2 3 bắt đầu. Trời. Ồ, Gia Hòa quay con quay rất là xịn, dính trên vẫn còn dính trên súng luôn, chưa rớt xuống. Ok. Đó. Oh, con quay của Gia Hòa có thể nói là đẳng cấp thế giới. Đấy. Có sức chi dùng Gia Hòa. Giúp đỡ ơi, tại sao con quay của Gia Hòa nó vẫn còn nằm như vậy? Đấy. Lý do. À, bạn người mẫu này gái đẹp đi ra xích ra khác. Ê, bớt đi sợ không? Ồ. Lý do tại sao nó lại như vậy Tuấn? Nó bị kẹt hả? Tại vì không biết. Đang. Có tụng mình hơn luôn mà. Có cái. Rồi xong. Một con quay như vậy mua bao nhiêu tiền? Hả? Một con quay như vậy mua bao nhiêu tiền? Con quay đó. Con quay này hả? Ừ. 80.000. 80.000 một con nha các bạn. Tuấn đang sưu tầm, Tuấn có rất là nhiều. Được chưa? Đô con quay. Muốn phát sẽ nhậu luôn. Ô, hai con quay đang đấu nhau các bạn à. Ghê. Ủa, tử là có chữ nè. Có phải con quay. Đô. Ơi, đi la sau, đi la sau, la sau. Đại. Cái màu có nào con phải cua con của em không? Không, màu đỏ kìa, màu đỏ của em. Của tử mà. Ê. Ủa, cái này mà mới là sợi dây da hoa nè. Đâu hai mấy anh em đang giành lộn gì đó, đừng có đánh nhau nha. Tối anh nhớ cái này là màu đỏ mà. Của Gia Hòa màu đỏ mà. Của Gia Hòa đâu? Cái gì? Đâu hai xem đó coi nó có hình nó có giống. Chặt quá. Gia Hòa tội nghiệp quá vẫn chưa sử dụng được con quay. Nó vẫn chưa quay ra được. Của Tuấn. Chưa dùng.
Rồi Tuấn với Ben đua trước đi. 1 2 3 bắt đầu. Wow, đá. Wow. Ô trời ơi, đá. Trời ơi, đá con đèn phát sáng văng lên bờ luôn. Hay quá. Rồi xong gục ngã luôn. Còn anh Ben mạnh dữ ta. Chà. Tại vì nó có khiên bảo vệ và kimono gút. À vậy hả? Chà, cô bộ. Con quay của Ben đúng dữ á. Rồi bây giờ làm lại nha, làm lại một lần nữa nè. 1 2 bắt đầu. Cha. Tốn cho Ben mượn hả Ben? Tiếp tục con quay của Ben có vẻ lại chiến thắng rồi. Con quay của Tốn cứ đụng vô là văng lên bờ à, văng lên nè, văng thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Văng lên. Rồi gục ngã rồi con quay của Tốn. Con quay của Tốn đã siêu béo rồi. Thôi chào các bạn nha. Bye bye nha. Các bạn ơi. Ừ. Ừ. Rồi bye bye nha, hẹn clip khác nha.